Phải chăng mùa hè làm trái tim bận rộn hơn? Một cái gì đó làm tôi ngạc nhiên và trùng lại. Có một cái gì đó nuối tiếc một thời đã qua. Sẽ không còn âm thanh sôi động của lớp học, không có bóng dáng của những người bạn quen thuộc ở đây. Và mỗi người sẽ đi vào ngày mai. Những bài học, lời ca, tiếng hát, nụ cười và cả những nỗi buồn như vẫn vang vọng quanh đây. Điều còn lại có chăng là nỗi nhớ. Năm cấp 3 trôi qua thật là nhanh. Vâng, giờ đây bọn em đã sắp phải xa nhau. Những kỷ niệm vui buồn có. Chắc hẳn đây sẽ là khoảng thời gian em sẽ ghi nhớ nhất trong khoảng thời thanh xuân của bọn em. Người ta nói là thời gian 3 năm cấp 3 thì trôi rất nhanh. Trong khoảng thời gian đấy thì đã có nhiều lúc mà em chưa trân trọng cái khoảnh khắc này, cũng như là chưa hòa mình, chưa tận hưởng với khoảnh khắc này. Nên là khi mà thời gian đã sắp hết, sắp cạn kiệt rồi thì sẽ có một chút tiếc nuối. Những điều đáng tiếc nuối là em không còn thể đi học cùng các bạn, không học cùng các bạn được ạ. Và sẽ sau này khi lớn lên thì sẽ có ít cơ hội để ở gần hoặc tâm sự cùng các bạn. Em cảm thấy tiếc nuối nhiều điều bởi vì em vẫn còn cảm thấy vẫn muốn tiếp tục được học ở tuổi, em vẫn còn muốn tiếp tục tuổi thơ ở đây nữa. Bởi vì có nhiều điều mà em chưa được chơi với cả trải nghiệm các bạn. Còn với cả là với giáo viên thì em vẫn muốn tiếp tục đồng hành với các cô trên chặng đường tiếp theo. Trong tiếng ve râm ran, ánh nắng chói chang của mùa hè, màu tháng năm tràn ngập khắp các sân trường, nơi những chùm phượng vĩ nở rộ. Một mùa thi nữa lại về. Mùa phượng không chỉ là biểu tượng của một mùa hè rực rỡ, mà còn là lời tri ân sâu sắc của học trò gửi đến thầy cô và những ký ức khó quên của những năm tháng cắp sách đến trường. Cảm xúc đầu tiên thì luôn luôn là cái sự tiếc nuối và rất là buồn khi mà phải xa một cái nơi mà mình đã gắn bó suốt trong vòng 3 năm. Em không mong đợi những điều gì mới mẻ ở trường mà em lại thường nhớ về những cái kỷ niệm mà mình đã có, những cái điều mà bọn em đã từng làm với nhau, những kỷ niệm. Đặc biệt là trong cái buổi chụp ảnh kỷ yếu thì bọn em lúc đấy mới được sát gần lại với nhau hơn và được tâm sự với nhau nhiều điều hơn. Và em tin chắc rằng là ngôi trường Tân Trào là cái nơi mà dù có đi đâu thì em sẽ luôn nhớ về và nó luôn ở trong tim của em, những người bạn và thầy cô của mình. Mùa hè đến, mang theo cái nóng bức của thiên nhiên và cả sự sôi động, dạo dực của tuổi trẻ khi mùa thi cận kề. Mùa của những lời từ biệt, nhưng cũng là lúc để những trái tim trẻ bắt đầu sự thử thách trước ngưỡng cửa của cuộc đời. Những hàng phượng bắt đầu rực rỡ, khoe sắc thắm. Sân trường bỗng chốc trở thành một bức tranh sống động, nơi lưu giữ những kỷ niệm của một thời áo trắng. Cảm xúc của em khá là hỗn độn bây giờ bởi vì cũng có lúc vui lúc buồn tại mái trường thân yêu này. Nhưng mà trong lớp ta cũng khá nhiều cảm xúc cũng vui và đôi khi cũng muốn để lại một chút buồn vơi ở đấy khi nhìn lại mái trường thân yêu. Thế mà bây giờ xa thì cũng có tí tiếc nuối. Buồn bởi vì là em chưa thực sự hết mình trong cái khoảng thời gian 3 năm cấp 3 này. Và cũng có những sai lầm, những cái sự vụng về khi mà chưa thể hiện hết mình và làm phụ lòng thầy cô bạn bè. Những hạnh phúc là bởi vì em được gặp những người bạn mới, những người thầy cô cũng như là những người bố mẹ trong cuộc đời của mình, những người đã dìu dắt mình và trở thành một phần thanh xuân của mình không thể thiếu. Trong cái nắng hanh của những ngày hè, hàng ghế đá dưới tán me vẫn cứ âm thầm làm chứng cho bao câu chuyện của tuổi trẻ. Những đêm dài thức trắng ôn luyện cùng đề cương đầy ắp kiến thức, những ngày thả hồn theo từng trang sách, từng con chữ, để rồi đến phút giây thấp thỏm chờ đợi kết quả, ngổn ngang bao cảm xúc. Không thể không nhắc đến những rung động đầu đời,
khi trái tim trẻ thơ chỉ biết lặng ngắm, nhìn người mình thầm thương trộm nhớ từ xa, không dám nói một lời. Thấy rung động đầu đời trong ngôi trường cấp 3 này có khả năng sẽ là rung động mình đáng nhớ nhất. Cũng là ngôi trường cấp 3 cũng là nơi mình trải qua những cái đầu tiên của mình trong suốt 3 năm học tại đây. Cũng có thể là có thể nói là cảm những cảm xúc non nớt hoặc là những cảm xúc nhất thời khi có những rung động đầu tiên của mình. Nó khá là quan trọng và cũng có thể là một chút trẻ con. Cũng lại là một tí kỷ niệm để mà mình nhìn lại ngày trước mình bồng bột như trẻ con như nào. Với những cảm xúc, cái sự rung động về tình bạn khác giới thì thêm đó là một cái gia vị, nó xúc tác thực sự là rất mạnh và nó là một phần nghĩ là sẽ làm cho cái khoảng thời gian 3 năm cấp 3 này sẽ tươi đẹp hơn. Những kỷ niệm ấy dù có thể phai mờ, chắc chắn sẽ không bao giờ biến mất. Chúng như những hạt cát nhỏ được sóng biển đưa đi mãi mãi, lắng đọng ở một nơi nào đó trong trái tim mỗi người, bình yên nhưng cũng đầy dạo dực. Mỗi khi nhớ về, chúng ta lại thấy lòng mình xao xuyến, như được trở lại với những tháng ngày hồn nhiên trong trẻo nhất của cuộc đời. Em có một cảm giác là em khá là hồi hộp và em mong chờ đến những chặng đường sắp tới. Tuy nhiên là em cũng khá là mong thời gian chậm trôi để có thể là ở bên các bạn cũng như là cô, các thầy cô lâu hơn. Ở mái trường này thì là em hiện tại thì em cảm giác là em nhìn ở góc nào trong trường em hay là ở trong lớp em thì em cũng thấy những cái kỷ niệm nó đều như là được tua lại á. Lý tưởng sống là kim chỉ nam cho mỗi hành động, mỗi quyết định trong cuộc đời. Khi học tập đi đôi với lý tưởng, những kiến thức và kỹ năng không chỉ là công cụ để thành công, mà còn là phương tiện để phục vụ cộng đồng, xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Tuổi trẻ với sức trẻ và nhiệt huyết cần theo đuổi đam mê. Những thử thách sẽ rèn giũa tinh thần kiên cường, không ngừng nỗ lực. Bài học mà em đã học được thì có lẽ là kể ra thì rất là nhiều, nhưng mà bài học mà em nhận được gây ấn tượng nhất đó chính là về cái sự hòa cảm thông và cái sự tỉ mỉ chi tiết trong cái công việc của mình. Từ những cái hành động của các thầy cô hay là từ các bạn thì cho em cởi mở, giúp em cởi mở hơn trong cái mối quan hệ xã hội. Và từ những cái sai lầm của mình mà được các thầy cô chỉ dạy thì em đã rút ra được bài học là mình phải cẩn thận hơn trong từng cái công việc của mình. Đây là thông điệp cô gửi đến các em. Có một điều mà cô muốn nói với các em, đây là buổi học cuối cùng của chúng ta. Thì cô mong rằng qua 3 năm cô trò mình bên nhau, thì cô luôn luôn mong muốn một điều, đó là tất cả các em sẽ thành công trên con đường mà mình lựa chọn. Trong 3 năm học của các em thì chắc chắn là cô trò mình có rất nhiều những cái kỷ niệm. Có những buổi thì chúng ta đã rất vui và các em cũng đã thực hiện được rất nhiều các cái nhiệm vụ và cũng có những điều các em đã làm được hơn cả những gì cô mong mỏi. Cô mong rằng sau này khi các em đã trưởng thành, các em rời xa mái trường, các em đến một môi trường mới, các em được học tập kiến thức, kỹ năng, chuyên ngành, chuyên môn và sau này các em ra ngoài đời, các em thực hiện các công việc, có rất nhiều các công việc phù hợp với năng lực sở trường của các em. Thì mong là các em sẽ phát huy và ở mọi nơi các em sẽ luôn thành công. Khi hạ về, không chỉ với sắc vàng rực rỡ mà còn mang theo sự thay đổi vô hình trong lòng mỗi người khi mùa chia xa mái trường, bạn bè để tiến vào hành trình mới. Và chút nắng rát bỏng, chói chang như lời nhắc nhở về những thử thách
về sự cháy bỏng của tuổi trẻ trong cuộc sống đời thường. Thôi thúc chúng ta bước tiếp, không ngừng tiến về phía trước. Trong cái nắng gay gắt ấy, mỗi người trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn để đối mặt với những thăng trầm của cuộc sống, với những khó khăn trên con đường chinh phục ước mơ và thực hiện hóa khát vọng. Năm nào cũng vậy, mặc dù là giáo viên dạy lớp 12 rất nhiều năm, tuy nhiên thì cứ đến mùa hè, mùa thi sắp đến thì chúng tôi có những cái cảm xúc rất là xúc động, và đứng trước là chia tay đối với lại học sinh lớp 12. Bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng thấy có những cái áp lực nhất định là cùng phải luôn luôn là phải đồng hành cùng các em, chia sẻ những cái áp lực và những cái lo lắng cùng các em. Trong không khí của ngày chia tay còn trào dâng một cảm xúc mạnh mẽ khác, đó là lòng biết ơn sâu sắc. Chúng ta không chỉ nhớ về những bài học từ sách vở, mà còn khắc ghi những bài học về cuộc sống mà thầy cô đã ân cần truyền đạt. Mỗi lời dạy, mỗi nụ cười, mỗi cái vỗ vai động viên lúc khó khăn đã in sâu vào tâm trí như những món quà tinh thần vô giá. Khi sắp phải xa mấy trường đã gắn bó với mình 3 năm thì em cảm thấy rất là tiếc nuối bởi những kỷ niệm mà em đã có khi được học tập dưới mái trường này cùng thầy cô và các bạn bè. Em cũng muốn xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả các thầy cô đã dìu dắt chúng em qua 3 năm học vừa rồi. Cũng xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới bạn bè sẽ sớm thành công trên con đường tương lai mà mình đã chọn ạ. Cuộc đời là chuỗi chuyến đi, và mỗi chuyến đi lại khởi đầu bằng những lời từ biệt. Mùa Phượng Vĩ sẽ khép lại không chỉ là một mùa thi, mà còn mở ra những hành trình mới cho mỗi học sinh. Dù phía trước là thử thách trên con đường mới, thì tinh thần và ký ức về một thời áo trắng sẽ mãi là nguồn cảm hứng, là hành trang vững chắc cho tuổi trẻ tiếp tục bước đi. Khi những cánh hoa đỏ thắm nở rộ, chúng ta lại nhớ về những ngày tháng đã qua với bao kỷ niệm, tình bạn và những bài học quý giá, đánh dấu sự trưởng thành, sự khởi đầu của những ước mơ và hy vọng. Hãy cất giữ những ký ức này như một món quà vô giá của tuổi trẻ, để rồi mỗi khi nhìn lại, ta lại mỉm cười với quãng thời gian tươi đẹp, dù cho cuộc sống có bao nhiêu thay đổi.